Kính thưa các bạn, hôm nay ta phân tích về Đức Phật các bạn, Đức Phật đốt lửa. Cái ý của Đức Phật là đốt lửa này là cái gì các bạn? Thì để nói này thì các bạn có nhiều bạn phàn nàn tôi lắm. Thì tôi thưa các bạn gì? Tôi là người nghiên cứu lịch sử, các bạn hồi nhỏ tôi học sử dở lắm. Cũng không không phái học nữa, nhưng mà khi mà lớn lên già rồi nghĩ rồi các bạn, tôi ngồi là tôi nghiên cứu sử, tôi mới ngắm đời, thế mà ngắm đời ngắm đạo đó, thưa các bạn là vậy. Thì tôi nói các bạn rồi, tôi là người không có đạo, nhưng mà tôi nghiên cứu tất cả các đạo với tinh thần nó khách quan lắm. Tôi không có bị lệ thuộc, tôi không có bị ràng buộc vào cái tôn giáo nào các bạn. Thì tôi trình bày cái ý kiến của tôi cho các bạn là như vậy để các bạn hiểu. Mà riêng về Phật giáo thì tôi thấy Phật giáo nó dạy mê tín, nó u mê dân quá đi. Đó là tôi mới lên tiếng mạnh mẽ thôi. Đó các bạn là vậy. Và cái quan điểm tôi là cái chuyện đó có hay không, đúng hoặc sai, nó thưa các bạn hoài à. Các bạn vô nặng nhẹ tôi cũng đủ thứ các bạn. Thì thôi tùy các bạn thôi, các bạn nghĩ thế nào là nghĩ. Cứ nghĩ là tôi vô thần là tôi nói xấu người khác không thì tùy các bạn nghe. Thì thưa các bạn là gì, cái vô thần nó không phải có từ cái chủ nghĩa Mác nha các bạn. Các bạn nghĩ là chắc bạn không ưa gì chế độ gì, không ưa mấy ông cộng sản này, các bạn vô các bạn nói hoài, nay tôi giải thích 1 lần nữa các bạn, tùy theo nhận thức các bạn thôi. Thế giới này có hai loại tôn giáo các bạn. Khi tôi nghiên cứu lịch sử tôi biết thế giới này có hai loại tôn giáo. Một loại tôn giáo là hữu thần, tức là có thần đó, và một cái loại tôn giáo là vô thần nghe các bạn. Tôi nói các bạn là có loại tôn giáo là vô thần nha, tôi các bạn là như vậy đó. Chứ bạn đừng có nghĩ là vô thần là cộng sản là gì đó, thì tùy các bạn nghe tôi nói các bạn. Mà cái vô thần á, cái hữu thần thì các bạn biết rồi, gì hữu thần thì gồm có là Thiên Chúa giáo, Tam giáo nhất thần, là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, cái gì Hồi giáo đó các bạn, đó là Tam giáo nhất thần, tức là thờ thờ Thượng Đế, tức là thờ Chúa Trời đó. Rồi từ đó mới đẻ ra cái nhất thần, nó mới đẻ ra là gì, là gì Anh giáo, rồi chính thống giáo Đông phương, rồi Tin lành, từ Tin lành đó rồi đẻ ra nhiều cái nhánh khác nữa. Thấy các bạn, thì các bạn đó là người ta có thờ một cái thần nào đó. Thấy các bạn, đó thờ một thần nào đó. Rồi cái tôn giáo mà vô thần, các bạn, tôn giáo vô thần là người ta thờ cái học thuyết. Các bạn, người ta thờ cái học thuyết, các bạn, người ta thờ cái học thuyết. Thì hiện tại các bạn, cái vô thần này nó có từ xưa ra, mà bây giờ mà nói gì, cái vô thần nó có từ hồi xưa ra chứ không phải tới ông Karl Marx nha các bạn. Cái lịch sử hình thành tôn giáo của nhân loại á, lịch sử hình thành tôn giáo của nhân loại hình như nó gần như là nó song song với nhau các bạn. Bởi vì cái thời xưa thì người ta không có ghi chép sử, nhưng mình đọc khoảng thời gian á, thí dụ như là Do Thái giáo nó ra đời tương đương với là Quả giáo các bạn, và nó cũng ra đời có thể là chậm hơn của Kỳ Na giáo một vài trăm năm gì đó. Nói chung là khi mà cái trình độ nhận thức của con người, thì con người có con người tin vào thần, có con người không tin vào thần. Cái trình độ mà phát triển lý luận của xã hội nó phát triển lên thì nó là như vậy. Có người vào tin vào thần linh, người từ thần linh đó người ta mới lập lên tôn giáo các bạn. Rồi có người thì không có tin thần linh mà người ta tin vào cái thuyết nào đó. Thì tôi thí dụ cho các bạn nghe, thí dụ như là gì Quả giáo,
quả giáo nó các bạn, tại vì khi nó nhập qua Ấn Độ rồi á, bạn cái Ấn Độ nó coi là một cái đạo, cũng cũng như giống như đạo Phật vậy các bạn, cũng như tôn giáo Phật giáo vậy, nó nhập vô Ấn Độ. Thành ra cái một cái ông thì thờ thần là Phật Thích Ca, một ông thờ thần là thần 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 lửa, thần quả đó, người ta gọi vậy. Thật sự ra quả giáo nó theo cái thuyết nhị nguyên, tức là nó thờ học thuyết. Cái mà nhị nguyên của nó là gì, là thiện là ác các bạn, cái thiện là ác. Nó là một tôn giáo các bạn, tôn giáo phát triển rất là mạnh cái thời kỳ là đế quốc Ba Tư. Thưa các bạn, là nó vậy, nó phát triển rất là mạnh, nó thờ cái thuyết nhị nguyên là thiện và ác. Nó là vậy các bạn, được cái biểu tượng của nó là lửa vậy thôi các bạn. Rồi nó có những cái ông mà tổ sư nó nữa, cái truyền đạt dạy nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà về bản chất nó là tôn giáo mà không có thờ thần các bạn. Nó thờ học thuyết nhị nguyên của quả giáo là thiện và ác, thì nó khuyến khích con người mình làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện và làm điều thiện, rồi chống lại cái ác. Cái đó nó đưa ra một thứ tôn giáo như vậy, là người ta thờ học thuyết, tức là cái tôn giáo này là vô thần nha các bạn. Cái thứ hai nữa là kỳ na giáo. Kỳ na giáo có thể là, nếu mà tôi quan sát lịch sử mà tôi nghiên cứu đó, thì tôi thấy là cái nền văn minh Ấn Độ nó có phát triển rất là sớm trong cái nhân loại, thì tôi nghĩ là cái kỳ na giáo nó phát triển trước cái quả giáo với do thái giáo nữa các bạn. Nó nói là gì đó, các bạn, nó phát triển trước nữa. Okay, các bạn, tôi nghĩ là nó phát triển trước đó, nhưng mà tại vì cũng là truyền miệng thôi, thành ra mình không có xác định được vậy. Nhưng mình nhìn cái tư tưởng mà của cái đạo nó ra, thì mình đoán là cái kỳ na giáo nó ra trước nhất trong cái lịch sử mà hình thành tôn giáo. Thì theo nhận xét của tôi là kỳ na giáo là ra sớm nhất, kế đến mới là do thái giáo với là quả giáo nha các bạn. Cái kỳ na giáo này nó thờ thuyết nhị nguyên nữa các bạn. Kỳ na giáo nó thờ cái thuyết nhị nguyên nữa, là cái thuyết của nó đưa ra là gì, là nhị nguyên. Cái thứ nhất là gì, đất nước gió lửa. Nó thờ đất nước gió lửa các bạn. Cái người kỳ na giáo, cái người mà phát kiến ra cái tôn giáo kỳ na giáo này là cũng là một bậc thiên tài các bạn. Đất nước gió lửa. Thứ hai á, là nó thờ cái thuyết về linh hồn hằng hữu, tức là vạn vật đều có linh hồn đó các bạn. Nó người ta đưa ra cái thuyết mà mấy ngàn năm trước, ba có thể là kỳ na giáo ra đời 3.000 năm trước đó, có thể là hơn hơn do thái giáo với quả giáo. Người ta đưa ra cái thuyết như vậy, và người ta thực hành theo cái thuyết đó. Người ta thực hành theo cái thuyết đó, người ta không có thờ thần nào hết. Rồi trong đó quá trình là có ông này ông kia lên, ông này ông kia lên là làm Phật của người ta. Nó là như vậy, nó gọi là Phiệt Đà đó, giống như Phật Đà vậy. Người ta thưa vậy, tức là người ta thờ học thuyết, tôn giáo thờ học thuyết. Thì những cái tôn giáo mà thờ học thuyết này là những cái tôn giáo vô thần các bạn. Nó là như vậy, là người ta thờ học thuyết chứ người ta không thờ thần nào hết á. Rồi các bạn, mà cái quả giáo tới bây giờ vẫn còn tồn tại nha các bạn. Quả giáo tới giờ vẫn còn tồn tại nha, mặc dù nó một cái nhánh nào đó, quả giáo tồn tại khắp thế giới nha các bạn, mà cái lượng nó ít thôi. Nhưng mà khi nó đi vào Ấn Độ thì nó trở thành là đạo đạo một cái đạo thờ 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 thần lửa, nằm trong cái bị cái Ấn Độ giáo nó quản lý đó, nó các bạn là vậy đó. Rồi riêng các bạn, riêng về kỳ na giáo bên Ấn Độ, thì cái Ấn Độ giáo nó muốn sáp nhập cái kỳ na giáo lắm, nhưng mà không được các bạn, không được, có nhiều lý do lắm các bạn. Nó kỳ na giáo giờ nó cũng còn tồn tại khắp thế giới đó các bạn, cái tư tưởng đó vẫn còn tồn tại. Tức là người ta tôn giáo thì có tôn giáo hữu thần và tôn giáo là vô thần các bạn.
Vô thần là người ta không có tin trời Phật, ta không có tin cái gì hết trơn, người ta chỉ tin vào lý thuyết của người ta thôi. Đó. Rồi tôn giáo độc thần và tôn giáo đa thần. Tôn giáo độc thần thì có của cái nhóm thờ Đức Chúa Trời, thờ thờ Thượng Đế. Tôn giáo độc thần cũng giống như Cao Đài thờ độc thần, tôn giáo độc thần. Các bạn thờ gì Ngọc Hoàng Thượng Đế gì đó, mặt trời đó các bạn, nó vậy đó. Người ta cái tôn giáo thì là như Phật giáo thì thờ đa thần, ngoài cái tam thế Phật ra còn 50 ông khác nữa, 53 ông khác nữa, tức là gì á, cái Phật giáo là tôn giáo đa thần thôi, còn hầu như trên thế giới này là tôn giáo là độc thần. Rồi là có tôn giáo là thờ là học thuyết, tức là những người thờ học thuyết này là không có tin thần thánh gì hết, ta thờ ta tin vào cái học thuyết đó. Mà kỳ na giáo, đặc biệt kỳ na giáo là nó chống đối, đó là chống đối quyết liệt cái thờ thần của Bà La Môn của Ấn Độ giáo đó các bạn, chứ không ấy đâu. Thì thưa các bạn là vậy, nghe các bạn hiểu rồi, chứ không phải tới Các Mác rồi mới là vô thần. Các Mác là giống người là thừa hưởng những cái trước thôi. Rồi Phật Thích Ca là vô thần, không phải là Phật Thích Ca là người phát hiện ra cái đầu tiên là Phật Thích Ca vô thần, mà Phật Thích Ca cũng ảnh hưởng cái tư tưởng của Kỳ Na giáo và ảnh hưởng cái tư tưởng của là quả giáo. Thì hôm nào tôi phân tích cái tư duy của Đức Phật Thích Ca các bạn sẽ rõ hơn thêm về cái vấn đề này. Các bạn nói cái kiến thức cái xã hội là kiến thức của loài người, cái người này thừa kế lên đồng ý hay không đồng ý, nó mới mới đưa ra cái học thuyết mới, cái giả thuyết mới. Các bạn thưa các bạn là gì, tôn giáo nó có hai loại, một cái tôn giáo hữu thần là có thần, gồm có đơn thần và đa thần, mà Phật giáo là đa thần. Các bạn, Phật giáo đa thần nên mới có chuyện lộn xộn tùm lum hết trơn mà tôi phải phản biện gì nè. Chứ còn nếu mà đơn thần nhất thần như là bên Thiên Chúa giáo với Do Thái giáo thì không có gì nhiều để phản biện hết. Chính từ nó đa thần nó mới sinh ra tào lao chuyện. Đó, thưa các bạn là như vậy. Đó. Thì để các bạn hiểu cái vấn đề đó. Đó các bạn. Chứ không phải tới Các Mác rồi là mới tới vô thần đâu. Các bạn có ghét gì cái chế độ gì đó thì các bạn nói ngay mấy ổng, chứ bạn nói vô tôn giáo là nó không có đúng. Các bạn không ưa gì chế độ, bạn phản ánh ngay mấy cái người làm ở đó, các bạn nói vô tôi phân tích tôn giáo là nó không có đúng đâu. Thì nó tôi muốn giải thích cho các bạn có nhận thức lại. Các bạn ai làm người đó chịu. Bởi vì tư tưởng vô thần nó có từ ngàn xưa đó, mà tôi nói theo dự đoán của tôi cách đây là khoảng 3.000 năm đó. Chứ không phải là tới ông Các Mác ra rồi mới đẻ ra mấy ông cộng sản này, rồi các bạn không ưa rồi các bạn nói đâu, xưa các bạn vậy đó. Ông Albert Einstein đó, ông nói ông là người không tin vào tôn giáo đến sâu sắc, có lẽ là một thứ tôn giáo mới, không tin là giáo sắc rồi có lẽ một thứ tôn giáo mới, tại vì ông không biết là ngày xưa nó có là quả giáo. Các bạn, ông không biết là quả giáo với là kỳ na giáo nó cũng vô thần như ổng. Ông không có nghiên cứu về lịch sử của Phật giáo nhiều, ông nói vậy thôi. Các bạn, Đức Chúa Trời là Chúa Trời rất khó hiểu, nhưng mà không ma mảnh đó, ông Einstein ông nói vậy. Các bạn, ổng cũng là người vô thần, nhưng mà không biết cái vô thần của ổng là nó cái đó là tư duy của nhân loại chứ không phải là riêng của ổng. Ổng nghĩ là ổng sẽ là một thứ tôn giáo mới, đó là suy nghĩ của mỗi người. Các bạn thưa các bạn là vậy. Rồi nay ta quay lại cái Đức Phật đốt lửa ha các bạn. Bây giờ để cái này thì cái ngày hôm qua gì đó bên nước ngoài tôi làm cái clip. Tôi làm cái clip mà để cái hành vi đốt lửa của Đức Phật nói lên cái gì, và tôi phải nói gì thế này cho các bạn rõ, tức là cái hành vi đốt lửa của Đức Phật ha, tức là các tỳ kheo, tôi nói các bạn là các tỳ kheo là
Các bạn phải hiểu cái xuất phát gì. Các tỳ kheo của Đức Phật là những người có tôn giáo. Mà những người có tôn giáo thì niềm tin của họ vào tôn giáo rất là mãnh liệt. Phật Thích Ca thừa biết cái này. Phật Thích Ca đi dạy cho các tỳ kheo và dạy cho những người khác là Phật Thích Ca không có dạy tôn giáo. Tôi thưa các bạn cho nó rõ là cái gì ra. Phật Thích Ca chỉ dạy là cái con đường giác ngộ là tứ diệu đế bát chánh đạo. Giác ngộ là gì? Giác ngộ là hiểu biết ra đúng bản chất sự việc. Bạn nhận thức ra đúng cái bản chất sự việc đó rồi bạn sẽ tu chỉnh, bạn sửa lại bản thân bạn. À, các bạn, chứ Phật Thích Ca không có dạy tôn giáo nè. Tôi nói thưa các bạn là gì? Các bạn phải hiểu rồi. Phật Thích Ca mà dạy tôn giáo nó giết Phật Thích Ca chết hồi đó. Bị cái lòng tin của người tôn giáo người ta ghê gớm lắm. Phật Thích Ca biết điều đó, Phật Thích Ca mới tránh né không à. Không có nói về cái vấn đề này các bạn. Và tỳ tỳ kheo mà đi hỏi Phật Thích Ca chết đi về đâu á, thì Phật Thích Ca trả lời là quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại hãy thắp đuốc mà đi. À, đó là một cái nhóm tỳ kheo mà nó hỏi cái bản thân nó chết rồi nó đi, con người mình chết đi về đâu á. Rồi cái nhóm tỳ kheo mà hỏi Đức Phật chết đi về đâu á, là cái nhóm này là tôi nghĩ là những cái nhóm tỳ kheo mà thân cận với Đức Phật đó. Hay là hỏi là Buddha chết gì đâu, Buddha tức là người giác ngộ đó, chết đi về đâu. Thì tôi cũng kể cho các bạn là cái này nó chép trong kinh mà tôi không nhớ kinh gì, hình như kinh Kinaya gì đó, tôi không biết các bạn, tôi nói nếu mà tôi nói sai các bạn chỉnh giùm. Thì như vậy là gì? Phật Thích Ca đốt. Đầu tiên thì Phật Thích Ca là lấy cái kêu tỳ kheo là đốt cái ngọn lửa nhỏ thôi, nghe các bạn, đốt cái ngọn lửa nhỏ thôi, bắt đầu từ ngọn lửa nhỏ nó cháy lên, Phật Thích Ca mới kêu là bỏ củi lên thêm, thì cái ngọn lửa nó cháy to lên, nghe, rồi sau đó thì cái ngọn lửa nó tàn xuống, thì cái ngọn lửa nó tàn xuống như vậy thì Phật Thích Ca hỏi các tỳ kheo, ngọn lửa đi về đâu? Nha các bạn, ngọn lửa đi đi về đâu? Thì Phật Thích Ca hỏi, không có tỳ kheo nào trả lời hết, không có biết ngọn lửa nào đi về đâu hết. Thì Phật Thích Ca mới nói là không, nó tắt. Các bạn, chữ không, nó tắt. Chữ không, nó tắt thì mọi người hiểu một kiểu. Thì khi mà tôi đọc tỳ kheo, tôi không thấy tỳ kheo phát biểu cái gì, tôi không biết. Nhưng mà sau đó tôi nghiên cứu vào Phật giáo thì tôi biết là Phật giáo đã hiểu sai ý của Đức Phật. Hay các bạn. Ê, tôi nói đó. Phật giáo hiểu sai cái ý của Đức Phật. À, tôi nói Phật giáo hiểu sai ý của Đức Phật nhiều lắm. Chứ không phải là ít đâu. Bởi vì Phật giáo hiểu rằng, các bạn, Phật giáo hiểu rằng là cái ngọn lửa là cái lòng tham á. Tham sân si, bạn nghi của con người á. Phật giáo hiểu vậy đó. Nên Phật giáo mới là dạy con người là người ta giảm bớt sân si gì đó là theo lời Phật Thích Ca, người ta lấy cái lời đó Phật Thích Ca ra đi là khi để đi tu mà để mà đạt đến cái hạn chế được cái lòng tham, cái bớt khổ, bớt phiền não gì đó thì để trở về nơi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn của mấy ông Phật giáo là tứ thánh. Đó, mấy ông Phật giáo nghĩ như vậy tại vì ông lập ra cái thuyết là tứ thánh. À, cái bốn cõi trời và sáu cõi luân hồi đó, ông lập ra cái thuyết đó trong đầu tư tưởng của mấy ông Phật giáo là nghĩ là nó là khi mà cái ngọn lửa đó ha, nó tắt nguội lại tức là cái lòng con người của mình nó hết. À, Phật giáo nghĩ như vậy, tức là cái lòng tham sân si gì đó là của mình nó không còn. Thì lúc đó mình sẽ lên cõi Niết Bàn. À, là lên lên cõi Niết Bàn. Mà cái chữ Niết Bàn này á, thì nó có từ lâu ở bên Ấn Độ rồi. Mà ai cũng giải thích cái Niết Bàn là cái hiện tượng về trên trời á. Ha, Kỳ Na giáo đến là Bà La Môn giáo, đến là Ấn Độ giáo. Nó đều nghĩ cái chữ Niết Bàn này nó có từ ngàn xưa, nó có từ cái lúc mà Kỳ Na giáo ra đời đó, tức là khoảng 3.000 năm đó. À, thì cái người
cái người mà người ta người cái người Phật giáo á, tức là những ông tổ sư Phật giáo mà viết ra ra sách Phật giáo thì nghĩ rằng là cái lòng tham, cái sân si, cái phiền não của mình gì đó nó hết, nó mình sẽ tu được lên bốn khỏi tánh. Ổng mới gọi, ổng mới đặt ra cái chữ niết bàn này. Niết bàn là của ổng, là lấy của người ta, rồi ổng ghép vô. Ổng nghĩ là khi mà đi, những cái thầy tu, thầy chùa mà đi tu mà thì lên cõi thánh. Tôi nói giống như ông sư Minh Tại vậy đó, ổng cũng nghĩ theo cái tư tưởng của Phật giáo này nè. Hát các bạn thì ổng mấy là đi tu để thành chánh quả chánh giác gì đó, để ổng lên được niết bàn, tức là thành là A-la-hán. Mà A-la-hán thì nó có ba bốn cấp, tức là thanh văn tức là A-la-hán đó, rồi viên giác cũng là A-la-hán đó, rồi Bồ-Tát rồi mới tới Phật đó. Là người cái người Phật giáo, tức là những cái ông tổ sư Phật giáo này đã nghĩ ra cái niết bàn là như vậy. Một cái lời nói của Phật Thích Ca ra thì là những cái tỳ kheo này không biết nghĩ gì, tôi không biết, tôi phân tích. Nhưng mà khi là nói về niết bàn ở đâu thì tôi mới nói là niết bàn là do mấy ông Phật giáo này nghĩ ra. Do mấy ông Phật giáo này nghĩ ra, mà trong cái đầu ngu của ông á là Bồ Đề Đạt Ma, tại vì ông theo cái thuyết là nhân quả luân hồi tái sinh. Ông Bồ Đề Đạt Ma là cái người lập ra cái phái Thiền Tông, các bạn hở mà tôi có nói nhầm là Tịnh Độ Tông đó, là không phải, lập ra cái phái Thiền Tông. Lập ra cái phái Thiền Tông nha các bạn. Thì đó là như vậy. Tức là tôi mới trả lời Niết Bàn ở đâu, ở trong cái đầu ngu của ông Ma Bồ Đề Đạt Ma là như vậy đó. Tức là ông tin vào cái thuyết là nhân quả luân hồi tái sinh. Mấy ông thầy chùa là mấy ông sư, là mấy ông tổ sư đều tin vào cái thuyết đó hết. Thành ra người ta giải thích cái hiện tượng của Phật Thích Ca theo ý của người ta, mà giải thích hiện tượng đó là không có đúng bản chất, không có bản chất sự việc. Và tôi nói đơn giản cho các bạn nha, Phật Thích Ca đi dạy, Phật Thích Ca đi dạy cho những người có tôn giáo ha. Các bạn phải chú ý một điều đó, là Phật Thích Ca đi dạy cho những người tôn giáo, mà Phật Thích Ca chỉ đại đại giác ngộ. Giác ngộ là gì? Nhận biết ra đúng bản chất sự vật và hiện tượng để con người mình bớt khổ ha. Bởi vì khi bạn mù quáng, bạn tin vào cái gì đó thì con người bạn khổ nhiều lắm, nhiều thứ khổ lắm. Phật Thích Ca là muốn chỉ dạy, mà Phật Thích Ca đi dạy là không có giáo lý. Các bạn phải hiểu vậy. Phật Thích Ca tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự việc xảy ra, Phật Thích Ca dạy ha, các bạn. Bây giờ cái hình hình tướng dạy của Phật Thích Ca là trong cái vụ mà đốt lửa này nè. Phật giáo hiểu khác tôi, còn cái người tỳ kheo hiểu thế nào tôi không biết. Giờ tôi mới hiểu Phật Thích Ca như thế này, tôi mới giải thích cho cho nó rõ. Củi là gì? Đó, giờ phải Phật Thích Ca dạy cho những người không biết chữ không à, không có dạy cho những người hiểu biết nhiều. Rồi tỳ kheo của Phật Thích Ca là những người rất là mê tín. Giờ tôi mới giải thích nè, cái hành động của Phật Thích Ca nè, để các bạn phải hiểu. Mấy ông Phật giáo, tôi nghĩ là mấy ông hiểu sai, tôi mới nóng ông, mấy ông tôi nói mà mấy ông dạy tào lao hoài là như vậy đó. Cái niết bàn của mấy ông là gì á các bạn? Các bạn theo cái hiểu của tôi nè, tôi suy luận cái hành vi của Phật Thích Ca nè, là củi là gì? Giờ các bạn thấy củi là gì? Củi là gì? Đất, nước, gió, lửa tạo thành, phải không? Đúng không? Tôi giải thích cho các bạn rất là biện chứng, rất là cụ thể, chứng minh luôn. Chứ mà Phật giáo là giải thích trên trời dưới đất hoài. Cái nhánh củi đó, những cái nhánh củi bạn gom lại là gì? Khi nó còn sống là gì? Do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Khi nó chết đồng nghĩa với là gì? Con người do đất nước gió lửa đạo hành, tứ đại đạo hành khi chết. Cái cánh nhánh củi là tương đương với con người ha. Mà ở bên đó, bên Ấn Độ người ta chết, các bạn, người ta chết là người ta thiêu,
Phật Thích Ca mới biết cái người theo tôn giáo của Ấn Độ là chết là thiêu. Đó, các bạn phải nghĩ sâu xa cái ý tưởng của Phật Thích Ca là như vậy. Tại sao Phật Thích Ca không lấy cái chữ khác? Phật Thích Ca không giải thích là Phật Thích Ca không giải thích là sinh lão bệnh tử, chết là hết, là về nơi cát bụi. Phật Thích Ca giải thích vậy thì các Phật tử ở các tỳ kheo của Phật Thích Ca đâu có tin. Bởi vì Phật Thích Ca tin rằng, Phật Thích Ca đã dạy rằng chớ tin gì lời nói đó là của bổn sư, ha, của đạo sư của mình. Tức là các tỳ kheo bây giờ nè là Phật Thích Ca là bổn sư của họ nè. Bây giờ Phật Thích Ca mà giải thích là sanh lão bệnh tử chết là hết, không chứng minh gì được hết, tỳ kheo nó đâu có tin. Bị Phật Thích Ca dạy mà không tin gì đó là những lời bổn sư của mình, nên Phật Thích Ca mới lấy cái hành vi đốt lửa. Đốt lửa là giống như tượng trưng thiêu con người đó, các bạn phải hiểu đó, vấn đề nó là như vậy. Phật giáo thì không có tới là thiêu con người đó. Củi củi là gì? Đất nước gió lửa tạo thành. Con người là gì? Con người đất nước gió lửa tạo thành. Mà cái tục lệ đốt thiêu người là của bên Ấn Độ, phải không? Thì tức là thiêu cái cành củi cũng tính là thiêu con người đó. Thiêu cành củi là thiêu con người. Vì như thì vậy thiêu xong là còn cái gì? Phật Thích Ca mới hỏi là ha, Phật Thích Ca mới hỏi là ngọn lửa đi về đâu? Không ai trả lời hết. Không ai trả lời có cái ngọn lửa đi đâu, về đâu hết chứ. Không ai trả lời ngọn lửa gì đâu, thì Phật giáo mới trả lời là cái ngọn lửa là cái người chết đó. Phật giáo thông minh hơn mấy ông tỳ kheo này, nó biết là người chết là đi về nơi nơi niết bàn đó. Nếu mà tu ở đây tu tập về xóa bỏ tham sân si phiền não khổ đau gì đó thì về niết bàn. Phật giáo nghĩ vậy, mấy ông tỳ kheo nghĩ gì không biết, họ không có nói, phải không? Nhưng mà tôi hiểu ý Phật Thích Ca là con người chết là hết. Phật Ca hỏi ngọn lửa đi về đâu, không ai trả lời hết. Phật Ca nói không, tức là ngọn lửa này không đi về đâu hết, và cái con người này chết cũng không đi về đâu hết. Nó tắt là gì? Cái ngọn lửa tắt thì còn lại tro bụi, đúng không? Thì cát bụi trở về với cát bụi. Đó. Con người chết là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Bởi vì con người của mình do đất nước gió lửa tạo thành, cái cành cây cũng do đất nước gió lửa tạo thành. Khi bị lửa nó nung lên là Phật Thích Ca lấy cái tục lệ của người, người Ấn Độ để Phật Thích Ca dạy cho các tỳ kheo. Nhưng mà Phật Thích Ca dạy rất là rõ ràng, rất là thực tế, nhìn vào cái thực tế đó, nhìn vào đúng bản chất sự việc đó để sinh trí tuệ. Mấy ông Phật giáo nhìn sai cái bản chất, mới sinh ra là cái vụ niết bàn. Con người mình chết không, bởi ca hỏi là ngọn lửa đi về đâu, thì mấy ông tỳ kheo không trả lời. Phật giáo trả lời là cái ngọn lửa là niết bàn, chết rồi nó có ngọn ngọn lửa trở thành cái niết bàn, bay bay đi lên trời thành Phật. Các bạn, con người chết, Phật Thích Ca nói không, tức là không đi về đâu hết. Tại chỗ đó đó. Tại chỗ đó là gì? Nó tắt. Thì lửa nó tắt nó còn gì? Là tro bụi. Tro bụi. Tức là Phật Thích Ca nói rằng chết là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Đó, Phật Thích Ca dẫn chứng đàng hoàng. Mà không biết mấy ông tỳ kheo hiểu gì tôi không biết, rồi Phật giáo là hiểu khác, nên nó mới đưa ra cái thuyết là có niết bàn đó, theo cái thuyết là theo cái thuyết là bốn cõi thánh đó, sáu cõi người đó, thuyết luân hồi tái sinh đó. Đó, Phật giáo nó giải thích như vậy. Các bạn giải, giải tôi nói thiệt, tôi nói là Phật giáo giải thích là sai sai của ý Phật Thích Ca hết trơn à.
Tôi nói các bạn là gì á, bắt tưởng đó là Phật giáo là tài giỏi lắm, bởi tôi nói mấy cha cha tổ sư Phật giáo ngu á, là vậy đó các bạn. À, ngu nhiều cái lắm, giải thích là không có đúng cái hiện tượng của Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đã nói là gì? À, thành trụ ngoại không, con người là do tứ đại giai không, tứ đại hợp thành. À, thì là thiêu có nhánh củi, tức là thiêu Đức Phật đó. Bây giờ giờ nghĩ ra cái hiện tượng thiêu cái Đức Phật đó, Đức Phật chết đó, Đức Phật chết thiêu đi thì Đức Phật còn cái gì? Đâu không có còn gì hết, không, Đức Phật đi về đâu hết, còn lại là gì? Còn lại là gì? Là xá lợi của Đức Phật, đó là các bụi trở về các bụi. À, còn đất nước gió lửa thì đâu có còn trong con người của Đức Phật nữa. À, tôi giải thích cho các bạn là gì, tại sao Đức Phật không lấy cái ví dụ khác, à, tại tại sao Đức Phật không lấy cái ví dụ khác mà để giải thích cho các tỳ kheo là Đức Phật chết đi về đâu. À, cái Đức Phật rất là rõ ràng, Đức Phật dạy trước mắt bạn, dạy thực tế các bạn, có rất là chân lý luôn. Mà Phật giáo đâu có tin, mà ông nghĩ chuyện đâu á, trên trời dưới đất gì không à. Bây giờ ông nghĩ theo cái thuyết luân hồi tái sinh của mấy ông, với tôi mới nói mấy Phật giáo là ngu là vậy, mấy tổ sư Phật giáo ngu hết là vậy á. Tôi giải thích rất là khoa học, rất là biện chứng đó. Các bạn thấy nào mà tôi giải thích không khoa học, không biện chứng được rồi, các bạn phản biện. Các bạn, tôi nói rất là rõ ràng như vậy rồi. À, có lẽ là hôm trước là tôi giải thích gì đó cũng còn nhọc nhằn hay gì đó, thì bữa nay tôi cũng nói lại với các bạn. Quan trọng là các bạn xem cái video tôi, bạn thấy tư duy tôi nói cái gì, bạn hiểu ra thì nó mới chính xác. Cũng giống như là bạn nhìn cái hành vi mà Đức Phật kêu các tỳ kheo đốt củi, đó là cái gì thì phải hiểu đó là như vậy. Giờ tôi biết nói sao giờ mấy ông Phật giáo vậy, ông nghĩ theo cái thuyết của ông, bị ông đưa ra cái thuyết luân hồi tái sinh mà, thì ông nghĩ theo cái thuyết của ông mới ghép cái chữ niết bàn của thời xưa của kỳ na giáo mấy 3 4 ngàn năm đi vô, bị kỳ na giáo nó cũng cũng chết về nơi nơi Vĩnh Hằng á. Bữa nào phân tích kỳ na giáo ở Phật Thích Ca thì tôi sẽ nói bạn, hôm nay tôi nói vậy thôi. Đó các bạn, tôi nói Phật giáo có nhiều cái mà hiểu sai lắm, tôi nói thật các bạn, để từ từ rồi tôi phân tích cho các bạn nghe. Tôi nói thiệt các bạn, Phật Thích Ca dạy là cái biện pháp mà để thực hiện là giảm khổ á, là cái phương pháp, cái đường đi là gì, là tứ gì, là Bát Chánh Đạo rồi, phải không? Tứ diệu đế là để nhận thức ra, đó là nhận thức. Cái con đường phải đi là Bát Chánh Đạo. Rồi muốn đi con đường Bát Chánh Đạo là phải làm cái gì? Làm giới định tuệ. Mà giới định tuệ của mang Phật giáo là không có đúng với giới định tuệ của Đức Phật luôn. Chẳng lẽ giờ tôi ngồi tôi nói nữa? Thôi, bữa nào đi, bữa nào tôi sẽ nói cái đề tài này rất là lớn. Tôi mới nói cái sự sai của mang Phật giáo luôn cho các bạn nghe. Tối ngày các bạn mới lên nghe mấy ông giới định tuệ, văn tư tu gì đó, mà ông nói thì nói vậy, nhưng mà cái của ổng nghĩ nói là sai hoàn toàn với Đức Phật luôn. Tôi nói các bạn vậy đó để hôm nào tôi giải thích cho các bạn nghe. À, trời ơi, học Phật là vậy đó, học theo Đức Phật là phải hiểu ý Đức Phật mới được, chứ không phải hiểu theo Phật giáo. Các bạn, tất cả các bạn là vô sản, là theo tư tưởng vô thần. Các bạn là người không đạo, các bạn là người của Thiên Chúa giáo, các bạn người của Phật giáo, các bạn là người của Cao Đài, các bạn người là của Hòa Hảo, của là gì, Bủ Sơn Kỳ Hương gì đó. Nếu bạn là con người, các bạn xác định bạn là con người, thì lời Đức Phật dạy là dạy cho con người, không có dạy cho tôn giáo nào hết. Các bạn phải hiểu đến mức độ vậy. Bởi vì tôi nói các bạn tôn giáo khác, các bạn ngoài ngoài cái tôn giáo của Phật giáo, nếu các bạn không nghe lời Phật giáo thì cũng được đi, nhưng nên nghe lời của Đức Phật.
thì ráng tìm lời Đức Phật. Nếu các bạn tìm không có thì các kênh tôi sẽ cung cấp cho những cái lời của Đức Phật dạy. Tôi hiểu Đức Phật, tôi học theo Phật, tôi hiểu Đức Phật như thế nào, tôi chia sẻ với các bạn đến đó. Mà nếu tôi hiểu sai thì tôi nói với ông Phật giáo từ hôm đó tới nay đó, ông Phật giáo nào vô phản biện với tôi. Nếu mà tôi nói sai lời Đức Phật, ý Đức Phật, thì tôi mời mấy ông Phật giáo vô. Các bạn, tôi nói các bạn là vậy. Hôm nay ta làm ngắn gọn các bạn, tôi không khỏe lắm. Rồi giờ ta ra dừng ở đây các bạn, rồi.